Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một món cocktail đó tên là Tequila Sunrise. Đây cũng là một trong những phương pháp build, mà build này là build đổ thẳng trực tiếp chứ không phải là build đốt lửa. Thì công thức gồm có là tequila, grenadine, nước cam. Ở đây là mình sử dụng ly foco. Thì tequila Rosy Cuervo 1 ounce. Mình sẽ đổ trực tiếp vào trong cái ly. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vô. Rồi tiếp theo, nước cam fill up. Fill up có nghĩa là mình sẽ rót đầy chừa được khoảng 2-3cm ly. Mình cũng đổ trực tiếp vô luôn. Sau đó mình sẽ cho 1/4 grenadine. Các bạn tùy lên trên miệng ly, rồi mình sẽ đổ từ từ. Thì grenadine sẽ chảy từ trên chảy xuống, nó sẽ tạo thành một hình ông mặt trời. Rồi mình sẽ trang trí một cái ống hút, một cây khuấy. Kèm theo một lát cam. Mình sẽ để lát cam trực tiếp vào trong cái ly. Rồi mình sẽ cho một trái cherry lên bên trên, kèm theo một cây dù. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.